Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, Bộ Tài chính mới đây đã đưa ra hai phương án sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng với mức tăng từ 6 đến 10%. Dự kiến nếu được Quốc hội thông qua thì luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Đề xuất này đã nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau, trong đó rất nhiều ý kiến cho rằng mức tăng này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân khi mà giá cả hàng hóa bị đẩy lên. Và theo công bố báo cáo nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR, việc tăng thuế VAT sẽ làm tăng thêm 240.000 người nghèo. Đặc biệt hiện nay trong bối cảnh nợ công tăng cao, các quốc gia có xu hướng cơ cấu lại thu ngân sách theo hướng tăng cường thu từ thuế gián thu, trong đó thì có thuế VAT. Nhưng liệu việc tăng thuế VAT có thực sự giúp bù đắp hụt thu ngân sách hay không? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề tăng thuế VAT bù đắp hụt thu ngân sách. Nhưng trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Bộ Tài chính đưa ra hai phương án sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng, trong đó phương án 1 tăng từ 5% lên 6% và từ 10% tăng lên 12%. Phương án 2 tăng các mặt hàng có thuế suất 5% lên 10%. Dự kiến nếu được Quốc hội thông qua, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Trước hai phương án tính thuế này, trong kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của việc tăng thuế VAT, nhóm tác giả đến từ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng việc tăng thuế VAT sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nhóm dân số, đặc biệt là nhóm nghèo. Cụ thể, với phương án tăng thuế VAT từ 5% lên 6%, tỷ lệ chi tiêu bình quân giảm đi 0,89%, tỷ lệ nghèo tăng lên 0,26 điểm phần trăm, tương ứng với khoảng 240.000 người nghèo tăng lên. Phương án tăng thuế VAT lên mức chung 10% thì tác động nhỏ hơn một chút, các nhóm hộ tiêu dùng nhiều thực phẩm sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Đồng thời, nhóm nghiên cứu đến từ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cũng chỉ rõ, xét về tác động lên nghèo đói, thì VAT chỉ tác động lên nhóm thu nhập thấp ở cận chuẩn nghèo, các hộ gia đình có mức sống cao cũng bị giảm mức chi tiêu, nhưng mức giảm này không làm cho họ rơi vào nghèo như nhóm cận nghèo. Có thể nói trong bối cảnh thu nhập của người dân Việt Nam mới chỉ ở mức trung bình thấp, người lao động chưa kịp mừng do tăng lương cơ bản thì đã đẩy giá hàng hóa lại tăng lên. Điều này cũng không phù hợp với tinh thần của chính phủ là kích thích tiêu dùng, đảm bảo tăng trưởng bởi mức thuế phí hiện nay so với thu nhập còn khá cao. Còn về phía các doanh nghiệp, việc tăng thuế VAT sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Tại một buổi hội thảo mới đây do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách tổ chức để công bố kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của việc tăng thuế VAT lên tổng thể nền kinh tế, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng việc tăng thuế VAT sẽ tác động khác nhau lên người dân và đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Ở phân tích của nhóm nghiên cứu ở đây thì cho thấy là các hộ gia đình, mà đặc biệt là những cái hộ ở nông thôn thì cũng có sẽ bị ảnh hưởng tương đối là nhiều. Và ở vùng miền thì chúng ta cũng thấy là những cái vùng ở khu vực phía Nam thì ảnh hưởng nhiều hơn bởi vì họ tiêu dùng nhiều hơn và họ chịu nhiều thuế VAT hơn. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng thấy rằng là các hộ dân tộc, các vùng miền núi ở Tây Bắc thì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi loại thuế này. Bỏ cái mức từ 5 đến 6 thì rất ảnh hưởng rất nhiều. Những người mà lâu nay, những cái sản phẩm mà lâu nay phải nộp 5 đến 6%, 5% ấy, thì nó lên đến tận 10% thì lớn quá. Và nếu đều là những cái sản phẩm gắn liền với lại cái sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đó, là những cái thứ mà ảnh hưởng đến người dân rất lớn. Cho nên theo tôi không nên. Thế còn nếu từ 10 đến 11, 12% thì tất nhiên nó về cái mặt thu thuế nó sẽ phức tạp hơn, nhưng mà nó hợp lý hơn. Nhưng mà chung lại thì ở thời điểm hiện nay, trong một vài năm tới, hãy khoan không tăng thuế VAT. Còn về phía các doanh nghiệp, có thể thấy các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất, thường có kế hoạch sản xuất kinh doanh ít nhất cũng từ 3 tới 5 năm, nên khi tăng thuế sẽ làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị gián đoạn và bị đuối. Trong khi đó, hiện nay, thuế và chi phí cho sản xuất kinh doanh ở Việt Nam còn rất cao, giờ tăng thuế VAT sẽ là rào cản rất lớn, không những gây khó khăn trong nước mà còn liên quan tới cạnh tranh ở thị trường nước ngoài. Cái bản chất là có tăng thuế hay không, thực chất là vẫn duy trì như thế nhưng giãn cái tiến độ thôi. Và nó không phù hợp ở cái chỗ là tổng cái số thuế và những cái chi phí xung quanh cái sản xuất kinh doanh của Việt Nam ấy, phải nói là rất cao, gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp. Bây giờ đánh thuế giá trị tăng tiếp nữa thì nó sẽ là một cái rào cản rất là lớn để không những khó khăn trong nước mà lại còn liên quan đến cái cạnh tranh ra thị trường nước ngoài nữa. Dẫn đến là dồn cái gánh nặng lên phía doanh nghiệp.
gia tăng chi phí đầu vào, dẫn đến là cái việc rất là bị hạn chế và mất cái khả năng, giảm cái khả năng cạnh tranh. Và giá đầu vào tăng thì dẫn đến là giá đầu ra cũng tăng, sẽ dẫn đến là cái gì, cái doanh số về cái nhu cầu tiêu dùng nó bị giảm xuống. Thì thay vì cái việc là chúng ta tăng thêm được 2% trên lượng doanh thu đó, nhưng mà có thể là cái sụt giảm về doanh số chi tiêu của thị trường thì thậm chí nó lại còn lớn hơn rất là nhiều. Và hơn thế nữa, nó đang trong cái thời kỳ hội nhập thì chúng ta đang rất cần có những cái chính sách làm sao để mà kích cầu, để mà thúc đẩy, để hỗ trợ doanh nghiệp làm sao tăng trưởng sản xuất tốt hơn. Bên cạnh đó, khi tăng thuế VAT, theo các chuyên gia, các doanh nghiệp sẽ có xu hướng tìm cách lách luật trốn thuế, từ đó làm giảm nguồn thu của nhà nước. Nếu như chúng ta chỉ cần cải thiện cái việc là trốn thuế, cải thiện cái việc là tham nhũng, thì tôi nghĩ là và cải thiện lại cái việc sử dụng cái đồng tài chính thì nó hiệu quả hơn là cái việc anh tăng tới 20% cái việc thuế VAT đánh trực tiếp vào người tiêu dùng. Đó, thì có đảm bảo là khi tăng 20% thì cái đồng tiền mang về nó cũng tăng được 20% hay không? Tăng thuế VAT vào thời điểm này cũng chưa phù hợp bởi hiện nay thu nhập của người dân Việt Nam chưa cao, chỉ ở mức trung bình thấp. Và đặc biệt, nếu tăng thuế VAT sẽ không phù hợp với tinh thần của chính phủ là kích thích tiêu dùng đảm bảo tăng trưởng bởi mức thuế phí hiện nay so với thu nhập cũng đang quá cao. Sau thì tôi cũng vẫn như lần tôi đã phản biện và đưa ra từ năm ngoái khi Bộ Tài chính có mời đến để tham gia ý kiến, thì tôi vẫn thấy là không nên tăng thuế VAT trong những năm sắp tới. Bởi vì cái căn cứ để tăng thuế VAT thì chủ yếu là do nhu cầu của ngân sách cần có thêm những cái nguồn bù đắp cho cái thuế xuất nhập khẩu nó bị giảm xuống trong quá trình hội nhập, rồi yêu cầu về tăng thu ngân sách lên, cho nên là nhà nước muốn đánh thêm vào người tiêu dùng. Nhưng mà phải thấy là đông đảo người tiêu dùng ở Việt Nam vẫn là ở ngưỡng thu nhập tương đối thấp so với các nước khác. Trung bình nhưng mà trung bình thấp, chứ không phải trung bình vừa, càng xa mới đến trung bình cao, cho nên không nên đánh vào. Theo các chuyên gia, nhà nước cần cân nhắc việc điều chỉnh thuế VAT trong thời gian tới, vì đây là việc đánh đổi giữa tăng ngân sách với tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo của Việt Nam. Và trong dài hạn thì việc nâng cao hiệu quả chi ngân sách mới đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thu hụt ngân sách. Tăng thuế VAT chưa chắc đã cải thiện được thu ngân sách nếu như việc tăng thuế làm giảm sản xuất và tiêu dùng. Thuế giá trị gia tăng VAT là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Tăng thuế VAT tạo ra nguồn thu đáng kể cho ngân sách. Kết quả tính toán cho thấy khi mà tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng thêm 20%, tức là tăng mức thuế suất thuế hiện hành từ 5 lên 6% và tăng mức thuế suất từ 10 đến 12%, thu ngân sách từ thuế sẽ tăng thêm 4,9% hay tăng tương đương với khoảng là 1% GDP. Nhưng việc tăng thuế VAT có thực sự bù đắp hụt thu ngân sách trong bối cảnh hiện nay hay không? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp phóng sự ngay sau đây. Hiện nay, việc thuế VAT đóng góp khoảng 1/3 tổng thu thuế, tương đương khoảng 25% tổng thu ngân sách. Nhưng trên thực tế, theo nhiều chuyên gia, nguồn thu ngân sách hiện nay sử dụng còn chưa hiệu quả, lãng phí nên giảm chi ngân sách, kiểm soát chi tiêu thật hợp lý, sử dụng dòng tiền hiệu quả, tiết kiệm những chi tiêu không cần thiết, làm giảm áp lực thâm hụt cho ngân sách mới là điều nên làm hiện nay. Của cái nguồn thu là nó phải là nuôi dưỡng nguồn thu, là phải thu đúng thu đủ, phải tăng cái quy mô, phải tăng cái khoản thu thay vì là tăng cái thuế suất. Thế thì với cái sản xuất kinh doanh và với cái cách thu của chúng ta đây thì vẫn còn rất nhiều dư địa để mà có thể tăng thu bằng một cái cách hợp lý cho nền kinh tế, cho các doanh nghiệp, thay vì là cái cách dễ nhất đấy là tăng thuế suất. Khi mà bỏ đầu cho tất cả các doanh nghiệp thì đương nhiên là sẽ nhân ra một cái tỷ lệ nhìn thấy không làm gì cũng có thể thu được. Trong trường hợp ở đây thì chúng tôi có cái đề xuất chính, cái lập luận chính của chúng tôi ở đây là cần rất thận trọng trong việc mà thay đổi thuế VAT, bởi vì nó ảnh hưởng đến tiêu dùng và phúc lợi của người dân mà về cơ bản là tiêu cực. Vì thế tôi cho rằng là cái câu hỏi đặt ra là không phải là tăng thuế VAT và tăng là bao nhiêu, mà câu hỏi quan trọng hơn là vì sao chúng ta không kiểm soát cái nguồn chi ngân sách để cho giảm cái áp lực về phải tăng cái nguồn thu. Là thứ nhất. Điểm thứ hai là trong trường hợp mà chúng ta phải bất đắc dĩ phải tăng nguồn thu thì chúng tôi cho rằng là chúng ta có thể là tính toán vào những cái loại thuế khác, thuế mới, ví dụ như là thuế tài sản để chúng ta cân đối và cũng như là phân tán các cái hình thức về cái nguồn thu ở trên nền kinh tế để tránh tập trung vào chỉ một số loại thuế cơ bản thôi. Mặc dù chưa có sự đo lường chính xác về độ tác động đến thị trường trước đề xuất tăng thuế VAT, tuy nhiên theo các chuyên gia, khi tăng thuế thì giá cả hàng hóa sẽ tăng, làm giảm sức mua trong nước, từ đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước. Chúng ta cần phải có một lộ trình dài hơi
chứ không phải là ngay tại thời điểm hiện tại chúng ta đưa ra mà đến năm 2019 đã bắt đầu áp dụng, thì điều đấy nó dẫn đến cái sự bất ổn về mặt mục tiêu của doanh nghiệp nói chung và cái kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì thường là các doanh nghiệp khi mà nhất là doanh nghiệp sản xuất thì họ đều phải có một cái kế hoạch kinh doanh ít nhất cũng phải 3 năm, 5 năm. Vậy thì khi có sự bất ổn về mặt chính sách tăng thuế thì nó sẽ kéo theo cái sự bất ổn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và làm cho doanh nghiệp sẽ đuối. Tăng thuế không có trong một cái lộ trình lâu dài, mà để khuyến khích doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đăng ký kinh doanh, hoạt động, tạo ra công ăn việc làm, nộp thuế cho nhà nước thì cần phải có một cái lộ trình lâu dài khoảng độ 10 năm cho đến 30 năm và có khả năng tiên liệu trước. Chứ nếu chúng ta cứ lâu lâu lại đưa ra một cái lộ trình tăng thuế thì các cái phương án kinh doanh của doanh nghiệp nó bị thay đổi cả. Đặc biệt hiện nay, Việt Nam cũng nằm trong những nước có tỷ lệ tham nhũng và sử dụng nguồn ngân sách chưa hiệu quả cao. Chính vì thế, các chuyên gia cho rằng chính tham nhũng khiến cho việc sử dụng ngân sách chưa hiệu quả, khiến nợ công tăng cao, và chỉ khi giải quyết được việc tham nhũng, giảm trốn thuế mới là điều nhà nước nên làm. Rồi cái việc thu thuế, bây giờ ví dụ như là cái việc là thu thuế VAT thì đảm bảo là bên Bộ Tài chính đã thu được đến bao nhiêu phần trăm, liệu thu được 50% hay 70%? Đấy, nếu như chúng ta chỉ cần cải thiện cái việc là trốn thuế, cải thiện cái việc là tham nhũng thì tôi nghĩ là và cải thiện là cái việc sử dụng cái đồng tài chính thì nó hiệu quả hơn là cái việc anh tăng tới 20% cái việc thuế VAT đánh trực tiếp vào người tiêu dùng. Đó, thì có đảm bảo là khi tăng 20% thì cái đồng tiền mang về nó cũng tăng được 20% hay không? Hay là với cái lượng tham nhũng kia thì chỉ tạo thêm cái phần cho những người làm tham nhũng được nhiều hơn. Thất thoát, tham nhũng, lãng phí còn rất là lớn. Chúng ta phải làm sao để đẩy lùi và ngăn chặn. Một cái điều mà lòng tin của người dân tăng lên là người đứng đầu của Đảng đã quyết tâm chống tham nhũng. Thì đây là một biện pháp để tái cơ cấu, thu và chi. Có nghĩa là khi tham nhũng, thất thoát, lãng phí còn hạn chế thì chúng ta thấy là cân đối ngân sách sẽ đảm bảo được. Thì đấy là những lý do. Cho nên ngay trong cái vấn đề tái cơ cấu thu thì chúng ta cũng phải chú ý cái diện mở rộng cái đối tượng chịu thuế, đối tượng thu. Cái thứ hai là chống thất thoát. Để đảm bảo cân đối thu chi, cần cải thiện nguồn thu thông qua tăng hiệu quả thu trên các loại thuế đã có và thuế suất hiện thời, thay vì vội vã áp thêm các loại thuế mới hoặc tăng thuế suất. Việc này cần có sự cải cách ngay trong nội bộ ngành thuế. Chính phủ cần tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt để thắt chặt chi thường xuyên như các chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại và tinh giản bộ máy, hạn chế chi tiêu cho các tổ chức đoàn thể, thoái vốn khỏi các doanh nghiệp nhà nước quyết liệt hơn nữa. Việc tăng thuế phải được cân nhắc trong điều kiện nền kinh tế của đất nước để có mức tăng cho phù hợp. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc được thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại trong các chương trình tiếp theo.